xuất hiện ba điềm dữ trong rằm tháng 7 cô hồn Mậu Tuất sinh năm 1958 lén làm điều này đổi đời phú quý tiền của dư dôi. Quý vị thân mến, đời người từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi sẽ có rất nhiều thay đổi trong cuộc đời. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm khó mà định trước được. Theo các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông thì trong tháng 7 âm lịch năm 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 không được thuận buồm xuôi gió, gặp phải nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp và tiền tài cũng không mấy khởi sắc. Họ cố gắng làm quần quật cả ngày đêm cũng khó mà ngóc đầu lên được, bụng dạ cồn cào suy nghĩ trăm bề. Xem bói tử vi thời điểm tháng 7 âm lịch, cũng gọi là tháng cô hồn này, có ba điểm giữ mà quý mệnh chủ cần lưu ý để trải qua không những êm đẹp mà lại còn có thể giúp gia chủ cải mệnh đổi đời. Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý vị nhé. Ba điểm giữ trong rằm tháng 7 âm lịch mà con giáp nên lưu ý. Thứ nhất, tránh trò may rủi. Quan niệm dân gian cho rằng những trò chơi may rủi trong tháng này có thể dẫn đến hậu quả xấu và mất mát về tài chính. Người xưa thường nói, làm giàu không khó, giữ tiền mới là cả một nghệ thuật. Trò chơi may rủi bất kể hình thức và quy mô nào đều tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Thay vì đặt cược vào những bất định, cần có những quyết định đầu tư và chi tiêu thông minh, cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên thông tin và phân tích chắc chắn. Thực tế, việc tham gia vào trò may rủi không chỉ tiềm ẩn rủi ro tài chính mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và các mối quan hệ xã hội. Mới đầu có thể trải qua cảm giác hưng phấn tức thời khi thắng cuộc, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái thất vọng và trống rỗng khi thua lỗ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc quản lý tài chính luôn đòi hỏi sự tỉnh táo và kiên nhẫn, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế có những bất ổn và thách thức như hiện nay. Điều quan trọng là phải lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai, xác định mục tiêu tài chính dài hạn và tránh xa những cám dỗ nhất thời có thể làm xói mòn nền tảng tài chính vốn đã được xây dựng với công sức lớn. Tóm lại, trong tháng này, hãy hướng tới mục tiêu tài chính bền vững và tránh xa những quyết định mạo hiểm không cần thiết. Đó là cách chúng ta bảo toàn tài sản cho tương lai, đồng thời duy trì một tinh thần minh mẫn và một cuộc sống cân bằng hạnh phúc. Thứ hai, tránh làm các công việc lớn như khởi công xây dựng. Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn thường được coi là một thời điểm không may mắn để thực hiện những việc trọng đại, đặc biệt là khởi công xây dựng. Từ mùng 1 của tháng cô hồn, nếu khởi công sẽ được cho là đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí là sự cản trở từ những yếu tố tâm linh. Người xưa quan niệm rằng, trong tháng này, các linh hồn lưu lạc được tự do lang thang nơi trần gian, tạo ra một sự không ổn định trong không gian tâm linh. Khi bắt tay vào những công việc lớn như xây dựng, người ta lo ngại rằng sẽ không thuận lợi, dễ dàng gặp phải các vấn đề không lường trước được, từ sự chậm trễ cho đến các xui rủi không đáng có. Vì lẽ đó, không ít người chọn phương án an toàn là hoãn lại các dự án xây dựng cho đến sau tháng cô hồn. Họ tin rằng việc chờ đợi cho đến một thời điểm tốt lành hơn sẽ mang lại sự thuận lợi và may mắn cho công trình của mình. Đồng thời, việc này cũng giúp cho người thợ và chủ nhà cảm thấy yên tâm hơn về mặt tâm linh, không phải lo lắng về những điều không may mắn có thể xảy ra. Trong thời điểm hiện đại, mặc dù có nhiều người có quan điểm khoa học hơn về việc khởi công xây dựng, nhưng vẫn có không ít người bảo thủ với những quan niệm truyền thống. Họ chú trọng đến việc chọn ngày tốt theo lịch vạn niên, tránh những tháng có nhiều yếu tố không thuận theo quan niệm dân gian như tháng cô hồn để khởi công. Bất kể quan niệm cá nhân là gì, việc tôn trọng và hiểu biết về những quan niệm văn hóa truyền thống sẽ giúp tạo dựng sự hài hòa trong cộng đồng và trong tâm thức của mỗi người. Cuối cùng, việc lựa chọn thời điểm khởi công là quyết định cá nhân, nên được cân nhắc một cách kỹ lưỡng, dựa trên cả yếu tố tâm linh và thực tế để đạt được kết quả tốt nhất cho dự án của mình. Ngoài ra, từ mùng 1 tháng cô hồn, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng cô hồn với niềm tin rằng
Việc này sẽ an ủi và cung cấp thức ăn cho những hồn ma đói khổ, từ đó mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Cung bái được tiến hành một cách trang nghiêm và kính cẩn, thể hiện lòng từ bi và sự chia sẻ với những linh hồn không may mắn. Đây là một phần không thể thiếu trong văn hóa dân gian, thấm đẫm tình người và bản sắc văn hóa Việt. Từ mùng 1 tháng cô hồn không chỉ mang đến niềm tin vào thế giới tâm linh mà còn là dịp để mỗi người tự nhìn nhận lại mình, sống thiện lương hơn và trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thứ ba, không treo chuông gió ở đầu giường. Treo chuông gió ở đầu giường là một việc mà bạn nên kiêng kỵ trong tháng cô hồn và cả trong cuộc sống thường ngày. Bởi theo quan niệm dân gian, tiếng chuông gió thường thu hút ma quỷ, và khi chúng ta ngủ là lúc mà cơ thể yếu và âm khí thịnh. Vì vậy, treo chuông gió ở đầu giường sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày và có thể bị quấy phá. Quý vị thân mến ạ, trên đây là 3 điểm xấu mà các gia chủ cần phải tránh trong tháng cô hồn. Tiếp theo chương trình là luận giải chi tiết may rủi trong tháng mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng quát tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Mậu Tuất như sau. Về sự nghiệp, quan đới nhập mệnh giúp tuổi Mậu Tuất luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Thời gian này, năng lượng nhiệt huyết của bản mệnh với công việc luôn tràn đầy. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ một sự thật rằng không phải khi nào bạn chăm chỉ tập trung thì cũng được công nhận. Nhưng đừng đợi ai đó đánh giá cao mới cố gắng, hãy cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Thành công đến muộn nhưng nó hoàn toàn xứng đáng để bạn chờ đợi. Về tài lộc, tuy tháng này con giáp tuổi Mậu Tuất không đủ may mắn, vì thế dù kiếm được đồng tiền nào thì bạn cũng trân trọng nó, vì đó là công sức lao động của bạn. Chớ vì đôi lúc buồn tủi mà mua sắm thiếu kiểm soát sẽ gây ra những hậu quả như thiếu tiền, mượn nợ người khác. Cám dỗ mua sắm luôn thường trực, vì thế bạn cần tự đánh lạc hướng của mình bằng việc dành hầu hết thời gian cho công việc hoặc dọn dẹp nhà cửa. Nếu để quá nhiều thời gian trống, bạn lại càng có xu hướng lên mạng mua sắm online. Về gia đạo, những căng thẳng của các gia đình lúc này hoàn toàn được hóa giải. Hơn nữa, khi hiểu rõ những tác nhân dẫn đến những hành động, lời nói vô lý của người ấy, thì bạn cũng dễ thông cảm hơn. Khi bạn biết nói những câu an ủi con cháu trong nhà của bạn, cũng là lúc bạn cảm thấy ấm áp và tin tưởng hơn vào tình cảm của gia đình. Sau đây là những ngày mà mệnh chủ cần lưu ý trong tháng cô hồn để có thể tránh hạn được an. Đầu tiên là ngày mùng 5, mùng 7 và mùng 9 tháng 7 âm lịch. Mậu Tuất những ngày này sẽ phải đối mặt với một số phiền muộn và áp lực do ảnh hưởng của cục diện sao xấu. Bạn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để mang lại thành tích tốt nhất cho tập thể, nhưng có thể mọi nỗ lực của bạn không được ghi nhận như mong đợi. Tuy vậy, đừng quá bi quan, hãy tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình. Điều này là điều tốt nhất bạn có thể làm trong hoàn cảnh hiện tại. May mắn với Mậu Tuất là bạn sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, giúp bạn vượt qua những thử thách và chông gai hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn luôn được người khác đánh giá cao, và đây là một điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, khi vận khí không tốt, có thể sẽ có những tranh cãi và mâu thuẫn giữa bạn và những người thân thiết nhất. Để tránh điều này, hãy nhanh chóng tìm cách hóa giải và giải quyết mọi việc một cách bình thường. Điều này giúp tránh cho mọi tình huống tiến triển theo hướng xấu hơn. Con số may mắn cho tuổi Mậu Tuất vào ngày hôm nay là 43, 17 và 85. Tiếp theo là ngày 11, 14 và 16 tháng 7 âm lịch. Tuổi Mậu Tuất vào những ngày này sẽ phải đối mặt với một số thách thức và cảnh báo từ tử vi. Đầu tiên, có một vài kẻ tiểu nhân đang âm mưu hãm hại bạn từ trong bóng tối. Do đó, đề nghị bạn hãy giữ bình tĩnh và cẩn trọng hơn bao giờ hết, tránh những sơ suất và suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra mọi quyết định quan trọng. Về mặt tài chính, tử vi cũng cảnh báo rằng ngày hôm nay không phải là ngày tốt để đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Có thể bạn sẽ mắc phải rủi ro do hành động thiếu suy nghĩ hay liều lĩnh. Do đó, hãy cẩn trọng và hạn chế các giao dịch lớn trong thời gian này để tránh những hậu quả không mong muốn. Tuy nhiên, mặt khác thì vận khí về mặt tình cảm của tuổi Mậu Tuất lại khá tốt đẹp. Bạn có được sự đồng hành và cảm thông từ một người đặc biệt, người luôn ở bên cạnh bạn để động viên và chia sẻ mọi khó khăn. Hãy biết trân trọng
và dành thời gian quý báu để thể hiện tình yêu và quan tâm đến người thân nhiều hơn. Con số may mắn cho tuổi Mậu Tuất vào ngày hôm nay là 64, 93 và 81. Tiếp theo là ngày 17 và 20 tháng 7 âm lịch. Những ngày này tuổi Mậu Tuất cần đặc biệt cẩn thận trong mọi hoạt động vì có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm. Đừng hấp tấp và cần suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định. Việc thể hiện sự hòa đồng và thân thiện với đồng nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tuổi Mậu Tuất. Hãy duy trì tinh thần thoải mái, hài hòa trong công việc và hỗ trợ đồng nghiệp một cách nhiệt tình để tạo ra môi trường làm việc tích cực. Trong thời tiết nắng nóng của mùa hè này, đừng quên mang theo kem chống nắng khi đi ra ngoài, áp dụng một lớp kem mỏng nhẹ để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV mà vẫn giữ cho làn da thoáng mát. Con số may mắn của tuổi Mậu Tuất ngày hôm nay là 40, 2 và 10. Tiếp theo là ngày 22 và 23 tháng 7 âm lịch. Tuổi Mậu Tuất nên tránh đưa ra những quyết định mạo hiểm vào ngày hôm nay. Có khả năng bạn sẽ phải đi công tác xa, vì vậy cần phải đặc biệt thận trọng khi lái xe để tránh các tai nạn. Nếu không quan trọng, hãy cân nhắc từ chối. Tài lộc của tuổi Mậu Tuất ngày hôm nay không được thuận lợi. Hãy tránh cho vay tiền cho người khác, vì điều này có thể dẫn đến mất tiền và làm mất lòng tin. Các kế hoạch lớn trong thời gian này cũng có thể gặp khó khăn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. May mắn là trong gia sự, tuổi Mậu Tuất sẽ nhận được tin vui. Các con số may mắn cho tuổi Mậu Tuất ngày hôm nay là 98, 94 và 74. Tiếp theo là ngày 28 tháng 7 âm lịch. Ngày này tử vi cho tuổi Mậu Tuất cảnh báo về sự hiện diện của những kẻ tiểu nhân âm thầm lập kế hoạch để hại bạn. Điều này yêu cầu bạn phải giữ bình tĩnh và cẩn trọng, tránh những sơ suất đáng tiếc. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Về mặt tài chính, không phải là ngày tốt đối với tuổi Mậu Tuất, có thể do hành động liều lĩnh mà bạn sẽ mất một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, hãy tránh đưa ra bất kỳ quyết định nào có liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. May mắn thay, vận khí trong tình cảm của tuổi Mậu Tuất khá tốt đẹp. Bạn có một người đồng hành luôn ở bên để động viên và chia sẻ những khó khăn. Hãy trân trọng và dành nhiều tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy hơn nữa. Các con số may mắn cho tuổi Mậu Tuất ngày hôm nay là 19, 57 và 87. Cuối cùng là ngày 29 tháng 7 âm lịch. Trong tử vi ngày này, tuổi Mậu Tuất đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Công việc của bạn gặp phải nhiều trở ngại và bạn khó giữ được bình tĩnh khi phải đối mặt với sự bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc là cấp trên. Tài vận cũng không khả quan, tiền bạc khó khăn và do đó bạn nên hạn chế chi tiêu vào thời điểm này. Ngôi sao xấu có thể đưa bạn vào những tình huống thị phi và tranh chấp tài chính tại nơi công sở. Nếu có thể, hãy tránh xa những mối xung đột này trước khi chúng trở nên phức tạp hơn. Vận khí không tốt cũng đưa ra lời khuyên cho tuổi Mậu Tuất để chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là nếu bạn có tiền sử bệnh tim mạch, thiếu máu hoặc là vấn đề về đường ruột. Nếu bạn thấy bất thường, hãy đi khám ngay để được điều trị kịp thời. Các con số may mắn cho tuổi Mậu Tuất ngày hôm nay là 47, 94 và 74. Trên đây là luận đoán tử vi chi tiết cho quý mệnh chủ trong tháng cô hồn về những điều đặc biệt, kiêng kỵ cũng như lá số tử vi may rủi. Cuối chương trình như thường lệ là phần thiên cơ cải mệnh. Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm hiểu và chiêm nghiệm quý vị nhé! Đức Phật chỉ ra 5 đặc điểm của người mang mệnh khổ. Tránh ngay lập tức mới mong đổi đời. Có những lần bạn gặp một người ăn xin nhưng tấm lòng của họ rất thảo thơm. Dù bản thân đang là một người rất khó khăn nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ phần đồ ăn mình đang có trên tay cho một người khác. Bạn sẽ tự hỏi tại sao họ tốt vậy mà vẫn khổ cực. Từ tốt mà chúng ta vẫn hiểu đang quá chung chung, vì cũng chính người làm việc tốt với bạn nhưng lại đã và đang đi hại người khác. Đức Phật đã chỉ ra những đặc điểm mà người mang mệnh khổ sau đây để bạn tự nhắc nhở bản thân và tìm cách phòng tránh. Thứ nhất, kẻ quên đi chữ hiếu. Nếu bản thân đang rơi vào cảnh khổ, đừng chỉ dừng lại ở việc cố gắng kiếm tiền để thoát nghèo mà quên đi việc hiếu thuận cha mẹ, vì chắc chắn số tiền bạn kiếm chẳng được là bao, nếu may mắn thì cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống tạm bợ hiện tại. Ngoài làm việc, hãy dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ, vì chỉ có lòng hiếu thảo
mới thực sự giúp bạn thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn trong tương lai. Thực tế là trong cuộc sống bộn bề nhiều lo toan thì có rất nhiều điều chúng ta phải làm, phải hoàn thành mỗi ngày. Nhưng đừng vì thế mà quên đi cha mẹ vẫn đang mong ngóng chờ đợi tin bạn. Dù một cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn thôi cũng đủ làm họ an lòng. Bạn nên biết đặt chế độ ưu tiên của mình ở đâu và ưu tiên nhất vẫn luôn nên là bố mẹ mình bạn nhé. Theo lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, thì cha mẹ là phúc điền, nơi nuôi dưỡng phúc đức lớn nhất trên thế gian này. Thời Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp: Phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng. Người sinh và nuôi dưỡng bạn nên người có công lao vô cùng lớn lao. Vì thế khi bạn làm họ vui, hạnh phúc thì phúc đức của bạn càng tăng trưởng nhanh chóng. Vì thế thay vì cố gắng tìm vận may ở nơi nào xa xôi thì hãy hiếu kính với cha mẹ. Khi làm được việc tốt ấy, bản thân sẽ cảm thấy an lòng tĩnh tâm, trở nên sáng suốt hơn. Công việc nhờ thế mà êm xuôi, sự nghiệp cứ thế mà tịnh tiến. Thứ hai, kẻ hay oán hận. Có những người đeo đầy vàng ngọc kim cương, nhưng tại sao họ vẫn cảm thấy khổ sở với cuộc sống hiện tại? Họ chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc khó yên. Thực ra, mệnh khổ của họ nằm ở trong tâm, nhưng họ đâu biết. Lời Phật dạy về hận thù đã cho chúng ta biết rằng, sự oán hận chỉ khiến ta mãi chìm đắm trong nỗi đau khổ, không bao giờ chấm dứt được. Khi không buông bỏ được, thì tâm oán thù đó vẫn cứ theo dai dẳng ta từ kiếp này cho tới kiếp khác. Lòng oán hận cứ như thuốc độc đang âm thầm giết dần giết mòn tâm trí họ và làm tổn hại âm đức. Đức Phật đã căn dặn rằng, một lần oán hận có thể hủy hết cả công đức mà bạn đã tích cóp trong nhiều kiếp. Thực tế, đã có người anh vì tức giận việc người em mượn mình số tiền lớn mà không trả, khó chịu vì em vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng, nuôi hận đã lâu, người anh chờ cơ hội ra tay, giết hại gần hết gia đình người em. Thế mới thấy rằng, oán hận là nguồn gốc của tất cả tội ác. Do đó đừng xem nhẹ sự oán hận, dù nhỏ như thế nào, đang bắt đầu dấy lên trong lòng mình. Nó chính là cội nguồn của cuộc sống khổ cực, khó khăn của bạn trong tương lai. Nếu bản thân nhận ra mình đã mang mệnh khổ chỉ vì lòng hận thù, thì hãy quay trở về cội nguồn gốc rễ vấn đề. Đôi khi đó không chỉ là tiền bạc mà còn là ở tâm tính. Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa vời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù, sống từ bi hỷ xả để tâm được an vui, rồi may mắn sẽ ghé thăm cuộc sống của bạn. Khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế đừng nói ra những lời nặng nề gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, hít vài hơi thở sâu, tự trấn tĩnh rồi dịu xuống, tìm cách hóa giải nó trong tâm trí của mình. Thứ ba, kẻ sống vô ơn. Theo lời Phật dạy về lòng biết ơn, trân trọng thứ mình đang có, bạn sẽ có nhiều hơn. Điều này có nghĩa là khi bạn làm điều ngược lại, thì cuộc sống của bạn sẽ thiếu thốn khổ sở. Thực tế là, những người mang mệnh khổ hay phàn nàn mọi thứ, đổ lỗi và chỉ trích như thể bản thân là người rất tốt, chỉ có mọi người sống lỗi với họ vậy. Họ tỏ ra mẫu mực, còn người khác sai trái, rằng ông trời bất công, không ghi nhận nỗ lực của họ. Họ quên đi rằng cuộc sống hiện tại của họ đã may mắn hơn so với vô số những người ngoài kia. Bản thân vẫn có cơm để ăn, quần áo để mặc đã là quá may mắn rồi. Thế nhưng họ lại không nhận ra điều đó, dường như họ không hề biết tới khái niệm lòng biết ơn để hiểu ra rằng họ đang hưởng rất nhiều ân huệ của rất nhiều người xung quanh mình. Đức Phật đã dạy về lòng biết ơn rằng có hai hạng người này. Này các tỳ kheo, khó tìm được ở đời, thế nào là hai? Người thi ơn trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, các tỳ kheo khó tìm được ở đời. Thiền sư Nhất Hạnh cũng dạy, còn biết ơn là còn hạnh phúc. Vì thế hãy luôn học cách tỉnh thức, biết ơn mọi thứ mình đang có, thay vì than phiền trách móc vì những thứ mình chưa có. Có thể bạn thắc mắc kẻ sống vô ơn là đặc điểm người mang mệnh khổ, thế nhưng bạn vẫn thấy rất nhiều người như thế mà vẫn có được cuộc sống sung sướng đấy thôi. Thực tế những gì mà họ có rất tạm bợ, nay mai họ sẽ rơi vào cảnh cơ hàn vì chính tính xấu này của mình.
Hiện tại họ như thế, nhưng không ai đảm bảo tương lai của họ sẽ tiếp tục an vui, hạnh phúc. Thứ tư, kẻ hay sát sinh. Sát sinh với bất cứ lý do gì thì đều không tốt. Giết hại loài vật khác luôn là điều không nên, vì ai cũng ham sống sợ chết. Khi một người sát sinh, họ đã gieo rắc khổ đau cho người khác. Gieo nhân quả thì chính kẻ đó cũng không thể có được một cuộc đời sung sướng an vui. Hay sát sinh thì ắt mệnh khổ đã là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng sinh từ bao lâu nay. Vì theo Phật giáo, trong tất cả các tội nghiệp thì sát sinh là tội nặng nhất. Thế gian này là một chuỗi dài nhân duyên tương tàn, tương sát lẫn nhau, nên với lòng từ bi vô hạn, Phật không cho người xuất gia giết hại dù chỉ trong tâm tưởng. Người tại gia thì hạn chế tối đa việc giết hại các loài vật cho đến khi nào giữ được trọn vẹn mới thôi. Thế nhưng, có một sự thật là trong cuộc sống thường nhật, rất nhiều người không để ý tới việc này. Họ thường chọn những công việc gây hại tới nhiều loài vật khác và cho rằng bản thân cần phải mưu sinh. Dường như họ đã có nghiệp phải dính mắc vào đó nên không thể thoát ra được. Hơn nữa, họ cũng không đủ trí để nhận ra điểm sai của mình ở đâu cho tới khi tai họa ập đến. Vì thế, để đảm bảo tương lai không rơi vào hoàn cảnh khổ cực, thì ngay bây giờ bạn cũng cần lựa chọn nghề nghiệp chân chánh để không làm tổn hại cho người và vật. Thứ năm, kẻ hay đơm đặt chuyện thị phi. Một trong những đặc điểm mà người mang mệnh khổ mà ít ai ngờ tới đó là kẻ thích nói chuyện thị phi. Họ thích tìm niềm vui qua những câu chuyện mà bản thân thêu dệt, giết thời gian quý giá của mình bằng những buổi chuyện trò vô bổ. Họ vô tình làm khổ người khác, thậm chí đẩy người ta tới đường cùng chỉ bằng câu chuyện thiếu cơ sở của mình mà cứ tưởng bản thân là người trượng nghĩa, đứng về lẽ phải. Nhân quả rất công bằng, họ gieo đau khổ cho ai, họ sẽ nhận về tương tự. Vì thế, bản thân những người này đang tự bước vào cõi khổ mà không hay. Hơn nữa, thời gian là vàng bạc, trong khi họ mải buôn chuyện thì những người chăm chỉ kiếm tiền ngoài kia đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày. Vì thế, đừng trách vì sao lại rơi vào cảnh khổ, nguyên nhân do chính họ mà thôi. Đức Thế Tôn từng căn dặn đệ tử của mình cần nỗ lực tịnh hóa khẩu nghiệp bằng cách không nói lời bịa đặt để gây đau khổ cho người. Thay vào đó, ta nên chọn lời thiện lành mang lại sự lợi ích, an lạc cho mình và cho nhiều người. Được như vậy, lời nói trong giao tiếp giữa mọi người trên cuộc đời này sẽ tạo nên môi trường sống thương yêu, hiểu biết, hòa hợp và an vui. Để lời nói có giá trị, Phật dạy, thành tựu năm chi phần này các tỳ kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với từ tâm. Có thể thấy dù bản thân có mang những đặc điểm trên thì chính ta vẫn có thể tìm cách thay đổi. Chỉ cần làm ngược lại những đặc điểm này, ta sẽ không phải rơi vào cảnh khổ. Hãy ý thức bản thân rèn luyện từng ngày từng giờ, vì chỉ có như thế mới giúp cho vận mệnh được thay đổi. Dần dần phước đức trí huệ tăng trưởng nhiều lên và sẽ có ngày ta được sống cuộc sống như mơ. Làm thế nào để giải trừ nghiệp chướng, chút bỏ tội lỗi, cho lòng được nhẹ nhàng thư thái đây? Hãy nghe lời Phật dạy về cách giải trừ nghiệp chướng, giúp đời bớt đau khổ và thêm an vui trong nội dung dưới đây. Nghiệp chướng là từ xuất phát từ đạo Phật và được xuất hiện trong bài giảng kinh của Phật giáo. Trong đó, nghiệp chướng là từ được ghép từ nghiệp và từ chướng. Ở đây, nghiệp có nghĩa là khởi đầu, được tạo ra từ chính những suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta. Nghiệp từ tâm gọi là ý nghiệp. Nghiệp phát ra từ miệng gọi là khẩu nghiệp. Nghiệp từ hành động gọi là thân nghiệp. Sau khi tạo nghiệp gây ra kết quả, hậu quả đó cũng được gọi là nghiệp hay là nghiệp báo. Nghiệp đã phát sinh có kết quả sẽ sinh ra chướng ngại về sau. Dù từ chướng đứng sau, nhưng theo nghĩa thì chướng phải có trước, có chướng tứ, có sự tác động từ bên ngoài thì con người ta mới tạo nghiệp. Nghiệp chướng ở đây không phải là nói về sự thất bại hay việc xấu, mà là sự tác động từ bên ngoài tạo ra sự xuất hiện và hình thành của hành động sẽ gây ra hậu quả ảnh hưởng về sau. Vì thế, nghiệp chướng cũng có thể là điều thiện, cũng có thể là điều xấu. Điều thiện được gọi là thiện nghiệp,
Thiện nghiệp có ba đường là trời, người và Atula. Điều xấu có ba đường là địa ngục, ác quỷ và súc sinh. Cho nên có thể nói rằng, dù là điều thiện hay điều ác đều là tạo nghiệp. Thứ hai, vì sao cần phải giải trừ nghiệp chướng? Theo giáo lý nhà Phật, việc tiêu giải trừ nghiệp sẽ làm cho tâm tính con người được trong sạch, chừa hết bụi bặm, tẩy cho hết tội lỗi ở thời điểm hiện tại và đồng thời cũng tiêu trừ những tội ác trong những quá khứ. Tiêu giải nghiệp chướng còn để tìm những cách phát triển những đức hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng suốt của các bậc thánh hiền. Khi đã giải được nghiệp chướng, lòng sẽ thấy thanh thản, dứt được tội, phước cũng sinh ra, tâm hồn được an yên vui sống. Thứ ba, lời Phật dạy về việc giải trừ nghiệp chướng. Chúng ta sống ở trên đời này, không ai là hoàn toàn trong sạch. Đức Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Thật thế, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm sao trong sạch được? Bụi đời đã lâu đời, lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, và trong mỗi buồng gan lá phổi của chúng ta, nó làm cho chúng ta mở mắt, không thấy được đường chính, nó làm cho chúng ta đục lòng, không thấy được chân tâm. Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh bụi nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn chút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi, hay nói cách khác là phải tìm cách để tiêu trừ nghiệp chướng. Bạn có thể tham khảo một số cách giải trừ nghiệp chướng theo lời Phật dạy dưới đây để lòng thanh thản, an tâm vui sống. Đầu tiên là giải oan kết với những người oán hận. Là người sống ở trên đời, kết không ít oan nghiệt, oan gia chủ nợ không thiếu, làm sao để tiêu tai giải nạn, cởi bỏ những nút thắt này? Phật dạy rằng, bí quyết trừ nghiệp chính là phải giải oán mở kết, siêu sinh cởi bỏ, buông lòng mình xuống là phương pháp tốt nhất để xóa bỏ nghiệp chướng. Nhưng Phật chỉ giải được duyên trời định, không mở được duyên người kết. Bái Phật, kính Phật, hướng Phật là một cách để lòng mình thanh thản, hướng tới điều lành, biết rũ bỏ tham sân si, tìm đến thanh tịnh. Cách này chỉ giúp được người có vướng mắc trong lòng, chỉ ra đường ngay lối đúng để đối nhân xử thế. Tự mình buông bỏ cho người khác, ắt người khác sẽ buông bỏ cho mình. Còn oán duyên người kết phải tự mình dùng thiện duyên để giải. Tìm đến cửa Phật chỉ là tìm đến chỗ dựa vào đạo lý chỉ đường mà thôi. Phật không giải được oán thù, chỉ bày cách tốt để tan oán tan thù mà thôi. Người mà tâm tà tư niệm, muốn tiêu tai giải nạn nhưng vẫn làm việc sai trái, thì dù đọc bao nhiêu kinh, bái bao nhiêu Phật cũng không thể thoát được. Đối với người oán hận ta, hãy quan tâm cùng trợ giúp oan kết tự nhiên hóa giải. Ta giúp người khác vô điều kiện, không cầu danh cũng chẳng cầu lợi, thì tự khắc tích phúc cho bản thân. Học Phật có thể nhẫn nhục, có thể bao dung, thì nghiệp chướng tan biến như mây khói. Người oán hận ta thì là người tự tạo nghiệp chướng, còn ta đối với oán hận của người mà bình tĩnh mở lòng thì tránh được oán nghiệp. Sám hối niệm Phật. Nhiều người tin rằng muốn hóa giải nghiệp chướng chỉ còn cách ăn chay niệm Phật một cách thành tâm. Nhưng một số người mê muội cho rằng cứ sám hối thật nhiều thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan, nên chẳng màng sát thân hao mòn ngày đêm tụ niệm mà nghiệp chướng vẫn còn nguyên. Sở dĩ có những người dù có sám hối nhiều bao nhiêu nhưng nghiệp vẫn chẳng hề tiêu tan là bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều. Do đó công đức niệm Phật của một ngày đêm dù là giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều mà vẫn chưa sạch, cho nên cần phải mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. Trong tâm trí luôn khởi tâm động niệm, chỉ nghĩ A-di-đà Phật, miệng chỉ niệm A-di-đà Phật, thân chỉ lạy A-di-đà Phật, tam nghiệp đều đặt ở A-di-đà Phật, nghiệp chướng tự nhiên sẽ không xuất hiện, tội chướng cũng tiêu trừ. Đấy chính là phương pháp niệm Phật diệt tội, niệm Phật tiêu tai nạn, niệm Phật là sám hối thật sự. Video xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý vị mạnh khỏe, may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Phong Thủy Phát Tài. Quý vị nhé!